kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 19 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay nhiệt độ giảm xuống, chỉ còn ở khoảng từ 15 đến 17 độ, vùng núi dưới 13 độ và vùng núi cao dưới 10 độ, trời rét đậm rét hại. Tuy trời nhiều mây nhưng ít có khả năng xuất hiện mưa. Sang đến ngày mai, trời hửng nắng yếu với ngưỡng nhiệt cao nhất chỉ dao động xung quanh mức là 20 đến 23 độ ở phía đông. Khu vực phía tây dao động từ 22 đến 25 độ. Riêng khu vực tây bắc có nơi trên 25 độ như là tại Lai Châu và Điện Biên. Thưa bà con, khu vực vùng núi cao của Bắc Bộ đã xảy ra rét đậm rét hại. Do vậy, bà con cần tăng cường các biện pháp chống rét cho vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Còn đối với những hộ chăn nuôi gà thì cần chú ý là mùa đông trời rét, thời tiết lại thay đổi thất thường mỗi khi có các đợt gió mùa đông bắc tràn về hoặc khi giao mùa thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh ở gia cầm phát sinh và lây lan mạnh. Vào thời gian này, gia cầm thường mắc các bệnh như là cúm, hen gà, cumboro, cầu trùng, tụ huyết trùng. Do đó, để phòng bệnh cho gà, bà con chú ý là tiêm phòng vaccine đúng thời điểm. Đối với bệnh cầu trùng, bà con cần lưu ý đây là căn bệnh mà hầu như là đàn gà nào cũng khó tránh khỏi, đặc biệt là gà nuôi ở trên nền. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, những con gà bị bệnh cầu trùng hoặc là những gà đã khỏi bệnh nhưng còn mang trùng, bài thải trứng cầu trùng theo phân ra nền chuồng là nguồn gốc lây lan bệnh trong trại. Trứng cầu trùng trên nền chuồng sẽ nhiễm vào thức ăn, nước uống. Khi gà nhặt thức ăn có trứng cầu trùng, chúng sẽ đi vào ruột gà và gây bệnh. Để phòng bệnh cho đàn gà, bà con chú ý là thay đệm lót chuồng, phun thuốc sát trùng một ngày một lần, dùng thuốc đặc trị cầu trùng gà tùy theo màu phân để phân loại cầu trùng manh tràng hay là cầu trùng ruột non, cuối cùng là cung cấp thuốc bổ và chất điện giải cho đàn gà. Trường hợp gà mắc cầu trùng manh tràng cần bổ sung thêm thuốc chống xuất huyết. Tiếp tục với tình hình thời tiết tương tự như thời tiết tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại trong 24 giờ tới. Trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới mức là 18 đến 19 độ. Trong ngày mai có nắng nhẹ với ngưỡng nhiệt cao nhất trưa chiều vào khoảng từ 22 cho tới 24 độ. Ngoài ra, gió đông bắc tầng thấp vẫn là tác nhân chính gây mưa rào và dông lặp lại tại các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Bình Định trong đêm nay và chiều tối mai. Sang đến ngày mai, trời nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Còn từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, thời tiết phổ biến là ít mưa, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở ngưỡng từ 28 cho tới 30 độ. Điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh thành phía Nam, khu vực vùng cao Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ. Trong đêm nay, ngày mai cũng như là những ngày sau đó là thời kỳ ít mưa. Mưa chỉ xuất hiện vài nơi mang tính chất địa phương là chính, diễn ra trong thời gian ngắn. Trong đêm nay, trời sẽ se se lạnh tại một số địa phương thuộc vùng núi Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai với nhiệt độ thấp nhất dưới mức 23 độ. Khu vực khác của Nam Bộ thời tiết mát mẻ với ngưỡng nhiệt từ 24 cho tới 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên trời rét với nhiệt độ chỉ ở ngưỡng từ 16 cho tới 20 độ. Ngày nắng là tiết trời chủ đạo với nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ có nơi cao hơn. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 cho tới 25 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 83%. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 78%. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, phía bắc trời lạnh và rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Xuôi xuống các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc là từ 20 đến 22 độ, phía nam là từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 79 đến 84%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 81%.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 cho tới 33 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 83%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.